ngày 10 tháng 5 năm 2022, Hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2022, chỉ sau 2 tháng từ khi có nghị quyết của Trung ương, 63 trên 63 Ban chỉ đạo tỉnh thành phố đã nhanh chóng được thành lập, trong đó có 3 địa phương thành lập sớm nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Chỉ trong vòng 1 năm, kết quả phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương đã có sự chuyển biến rõ nét từ sau khi các ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực được phát hiện, khởi tố mới tăng cao. Các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án, 1.858 bị can về tội tham nhũng, tăng gấp 1,5 lần về số vụ án và tăng hơn 800 bị cáo so với năm 2021. Nhiều địa phương đã phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn, nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Đến nay đã hạn chế cơ bản tình trạng hạ cánh an toàn, trên nóng, dưới lạnh. Đây cũng là câu trả lời thuyết phục nhất đối với những băn khoăn, lo lắng của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu kết nối trực tuyến với các địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực thực sự đã trở thành một phong trào, một xu thế được dư luận nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ. Chống tham nhũng tiêu cực trước hết phải giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, vừa kiên quyết xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn, nghiêm trọng, vừa phải kiên trì xử lý dứt điểm những vụ việc tiêu cực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp. Do đó, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của từng địa phương là hết sức to lớn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những kết quả bước đầu đạt được sau một năm thành lập là cơ sở thực tiễn, khẳng định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực là đúng đắn, cần thiết, kịp thời, được dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Đó là sự kế thừa, tiếp nối kinh nghiệm sau 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo cấp tỉnh có quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch sát hợp, lề lối, cách thức làm việc khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiện nay, phòng chống tham nhũng tiêu cực thực sự cũng đã trở thành một phong trào, một xu thế không thể nào đảo ngược được, được dư luận nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, vì đã có nhân tố mới là Ban chỉ đạo cấp tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương và cơ sở. Cũng giống như trước đây, chúng ta toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Chứ nếu chỉ trông vào lực lượng chủ lực thôi thì có làm được đâu. Ngoài chủ lực còn có dân quân du kích, rồi có đồng bào tại địa phương. Đây là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Thì bây giờ chúng ta vận dụng cái bài học trước đây như thế, là phải tất cả làm, trên dưới đồng lòng là như thế, dọc ngang thông suốt là như thế. Nếu chỉ có Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng thì không thể làm được hết, và không xuể, không sát, không kịp thời được bằng có Ban chỉ đạo tại chỗ. Cái lợi của chúng ta là chỗ đó, và thực tế một năm qua đã chứng minh cái điều đó là đúng. Từ thực tiễn một năm qua, Tổng Bí thư yêu cầu Ban chỉ đạo cấp tỉnh nghiêm túc thẳng thắn nhìn lại những việc đã làm tốt, những việc làm chưa tốt, phân tích kỹ nguyên nhân để thấy rõ hơn trách nhiệm của mình và tìm ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 giải pháp trong thời gian tới, trong đó cần quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Phải hoạt động nền nếp, bài bản, thực chất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả công tác ngày càng cao. Ban chỉ đạo cấp tỉnh là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương,
với chức năng là chỉ đạo phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Do vậy, các đồng chí phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tổ chức công việc, hoạt động của ban chỉ đạo phải hết sức khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể rõ ràng, tránh phô trương hình thức, không phải thành lập cho có là được chăng hay chớ, nhất là tình trạng đầu voi đuôi chuột, lúc ra mắt thì rầm rộ, nhưng sau cứ thưa dần, nguội lạnh dần. Muốn thế, phải có chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc một cách bài bản, chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo rõ ràng, đồng thời khẩn trương ban hành đầy đủ các quy định, quy trình công tác nội bộ, tuân thủ nghiêm chế độ làm việc. Sau mỗi phiên họp, cuộc họp phải có thông báo kết luận và chỉ đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện, mang lại kết quả cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ được sự chuyển biến rõ rệt qua từng phiên họp, cuộc họp của ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh. Việc ta thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã là răn đe rồi đấy. Yêu cầu các đồng chí phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không trông chờ ỷ lại vào cấp trên. Trung ương không làm thay các đồng chí. Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chứ không làm thay công việc của các ban chỉ đạo cấp tỉnh, trừ những vụ việc lớn, khó, phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, hoặc có liên quan đến cả Trung ương và địa phương, thì ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo phối hợp xử lý. Nó phải có sản phẩm cụ thể. Sản phẩm cụ thể tức là làm sao địa bàn của chúng ta bớt dần đi đến chỗ không còn tham nhũng tiêu cực nữa thì là tốt nhất. Tất nhiên đòi hỏi thế không phải là ta làm một lúc làm ngay, mà như tôi nói nhiều lần, làm dần, dễ làm trước, khó làm sau. Làm cái việc trước để răn đe cái việc sau. Làm cái khâu này để mở đường làm khâu khác. Đấy là nghệ thuật lãnh đạo chỉ đạo. Các địa phương phải tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ đảng viên, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Mình phải giữ cái danh dự uy tín của mình chứ. Các cụ ta thì phải chân còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc cái dê chân người, ai ta nghe. Nên bản thân mỗi người chúng ta phải gương mẫu thì mới nói được người khác, chưa nói là mới làm được việc khác. Từng thành viên ban chỉ đạo, cấp ủy tổ chức đảng cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều dư luận, phản ánh, đơn thư về tham nhũng tiêu cực thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân né tránh, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào nếu tự kiểm tra, giám sát, không phát hiện ra tham nhũng tiêu cực, mà sau đó các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương lại phát hiện ra có tham nhũng tiêu cực, thì người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và phải có hình thức xử lý nghiêm. Đồng thời, chúng ta phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt ý chí và sự sáng tạo. Những biểu hiện cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tổng Bí thư yêu cầu từng thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tập trung chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, những vấn đề cấp bách, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Phải chỉ đạo
kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ công chức nhân viên nào nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp, khắc phục bằng được cái tệ tham nhũng vật, gây bức xúc trong xã hội, làm tổn thương đến tình cảm và niềm tin của nhân dân. Chống tham nhũng trước hết là phải giải quyết cho được những vấn đề bức xúc của nhân dân, vừa kiên quyết xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn nghiêm trọng phức tạp, vừa phải kiên trì xử lý dứt điểm những vụ việc tiêu cực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp. Thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối của Đảng ta. Bác Hồ đã dạy rằng việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, trọng dân thì dân mới yêu ta, kính trọng ta. Phòng chống tham nhũng tiêu cực là cuộc chiến đấu hết sức khó khăn, phức tạp, gian khổ, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng tiêu cực phải được ngăn chặn, sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi. Bởi non cao còn có cách trèo, đường dẫu hiểm nghèo, ta vẫn có lối đi. Tinh thần là thế, và chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa. Là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, Tổng Bí thư mong chờ các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là ở địa phương, cơ sở mình, đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của nhân dân.